kìa có con bìm bìm. Giữa đường các bạn thấy không? Xuống nước rồi các bạn. Không bay được kìa. Kìa rồi các bạn, nó kìa, nó giờ nó không bay nữa, nó ở trên cây kìa. Nó không bay nữa các bạn. Mình nện cho nó một viên giữa người rồi. Khuất cành cây có mình không hạ nó xuống. Rớt. Rớt xuống. Vẫn chưa rớt kìa. Châu ơi. Rớt. Lần này thì bay đi đâu. Tính như cành tre luôn các bạn. Chúng 3 viên mới chịu nằm. Ôi. Đây các bạn. 3 viên mới nộm được nó này. Đến đây được vẫn còn xa. Sao với đây. Ba viên mới chịu nằm. Các bạn thấy là bắn mấy viên teo tua như thế này mới nhặt được nó đó. Đấy này, ăn viên đầu tiên vào cánh không bay được, chạy không bắn 2 viên vào người mới lượm được nó. Cường Nguyễn nha các bạn. GoPro stop recording. GoPro stop recording. Con cô trên cái phượng các bạn. Bên ngược nắng các bạn có thấy ngược 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 nắng này các bạn có thấy không? Rớt rồi các bạn. Tệ nhất là rớt trong đám cỏ cao. Rớt xuống đám cỏ.
không lông nó không rớt cả. Đùa ấy thật á. Bảo con này có rớt không? Có rớt không? Rớt xuống. Ơ. Vẫn bay được một khúc qua đây này. Vẫn xuyên qua người như cái kia kìa. Rớt xuống. Rớt xuống. Rớt, các bạn thấy nó nắng nư không? Rớt. Có một viên nhé. Nó xuyên ngang qua người các bạn. Nên là nó... Nó. Các bạn thấy là nó xuyên ngang qua người. Nó bay được một khúc nó mới rớt. Các bạn nào bắn B6 là rất hay bị gặp cái cảnh này. Thế may mà nó bay động đó. Nhưng nó mà bay vào trong kia là bỏ tay luôn. Chết mẹ mày đi. Chạy đi làm sao được. Ừ nhanh đi. Đây là các bạn. Mẹ mày. Một viên vào cánh nó không bay được. Đây các bạn. Giỡn mặt với Cường Nguyễn này. Bay không chịu bay mà đứng đây. Giỡn mặt. Bìm bịp bên kia sông các bạn. Rớt. Lại một bịp bịp bên kia sông. Để mượn thuyền lại cái đấy nha. Đứng đó mà nhìn. À, chú cho con quả giang một chút đúng không chú? À, ngay chỗ cái bụi tre kia chú. Con bắn rớt con bìm bịp nó xuống mà không có lụm được. Không dớt rồi. Dạ. Dạ. Dạ.
Rồi để. Bỏ vào đây. Mới bắn vớt hả? Dạ. Rồi bước xuống. Dạ bước luôn đúng không chú? Dạ rồi, con cảm ơn ạ. Rồi đó. Ở chính giữa đây đúng không chú? Rồi con cảm ơn. Bắn hay vậy? Kia con bắn được mấy con. Dạ. Mới nhờ được chú này chú ấy cho quả giang. nhà mình ở bên kia hay bên này chú? Dớt chỗ nào? Chỗ góc bụi tre kia chú. Dạ. Đứng trên đứng dưới. À đứng ở dưới. Cây ngang. Cây ngang đấy không chú? À tại sợ là nó mở. À. Tại vì con thấy nó ở bên chỗ mé ruộng bên kia. Đấy, nó bay qua để nó đứng ở trên cái cành tre đấy, còn bắn nó rớt xuống. Đấy mấy con rồi. Cũng được mấy con cu với cả đúng rồi, toàn cu thôi chú ạ. Bắn hay quá vậy ta. Dạ, bây giờ tụi con chơi cái này nó có cách ngắm ấy chứ. Dạ. Chú tốt bụng quá, chú cho đi nhờ các bạn ạ. Đâu gần tới chưa? Thằng đây chứ. Chỗ bụi chuối chưa? Tới đây này, ngay này. Chỗ tay con này, ngay chỗ cái cành tre nó chìm xuống nước ấy chứ. Nãy giờ muốn không mà khó vô à. Đây này chú. Đó là hả? Dạ. Lọt nó hả? Dạ, lọt ngay đây. Tới một chút xíu nữa chưa? Con bước lên trên được không? Bước lên đầu. Đứng lên đầu này. Rồi bước lên đầu đứng nữa. Rồi. Đây rồi. Đó đó hả? Dạ. Trời hay quá ta. Đây này chú. Dạ. May có chú mới lụm được chứ không con chả biết sao chắc bỏ. Nhà mình ở đây là nhà mình là thuyền này để đi lại thôi hay là để đánh cá nữa chứ? Có làm gì nhà mình có làm nghề gì không chỉ để đi lại thôi hả chứ à, thế à. Con thì con thấy ở đây nhà nào cũng có một cái này đây các bạn nó mấy trăm dặm 200 dặm không nó cũng phải hơn đấy con thấy nó cũng to phết đấy nó ngâm xuống nước này nó xẹp cái lông này bắn một viên cái nó chúi xuống luôn. Đây các bạn, mày có chú đây chứ? Tại con quay, con đi chơi thì có chủ yếu quay clip cho quay video lại cho anh em người ta xem á. Dạ. Nên là đây các bạn, mày mà có chú này chú cho đi cá sang. không biết sao lụm. Bỏ luôn. Dạ đúng rồi, chắc là bỏ luôn đấy chú. Nhà mình này là từ xưa là mình ở sát mép nước về có từ đời ông bà mình luôn hay là chú mới về đây chú? Hồi đó là nó không có. Hồi đó nó không có cái sông nào chứ? À, nó mới đào. À, tức là người ta mới đào cái sông này. Ủa vậy con tưởng cái sông này có lâu rồi chứ? Hay là từ lúc người ta làm cái cầu đó là người ta mới có cái sông này? Chưa. Còn chưa. Cái dòng ở dưới sao kia kìa. À thế ạ. Nó đào lại. Dạ. Yeah. Nhưng mà làm cái sông này thì nước rồi các thứ cũng ruộng đồng nó cũng dễ hơn đúng không nhá? Ủa rồi ngày xưa như vậy là cái chỗ này cũng là một mảnh đất của chú đấy hả? À, mảnh đất. Rồi lúc mà người ta làm xong rồi người ta có đền bù đúng không chú? Không. Ủa? Ủa vậy là hồi đó là nhà nước người ta cứ làm vậy thôi. Dạ dạ rồi. Từ để chú ấy cột lại. Rồi đó. Dạ, bước lên cái này mấy cái thanh này đúng không? À, bước mấy thanh đó. Dạ. Bắn bằng cái gì? Bi sắt chú ạ. Bằng bi sắt. Dạ. Bắn hay quá. Dạ, rồi con cảm ơn chú nha. Dạ, anh cảm ơn cô. Dạ, anh đâm được ạ. Dạ. Dạ. Rồi con cảm ơn ạ. Rất là dễ thương đúng không các bạn? Cũng, may mắn là người
ta rất là tốt. Quan trọng là mình biết cách trao đổi, biết cách nói chuyện. Nhiều bạn cứ bảo là nhiều khi đi bắn vậy có bao giờ sợ bị người ta nói là ăn trộm không? Thì thực tế là người ta bảo là trông mặt vào mắt hình dong. Các bạn biết không? Trông mặt vào mắt hình dong. Cái mặt người mà đâu phải đâu ai cũng bảo là ăn trộm được. Đấy, các bạn thấy là người ta rất là tốt, người ta nhờ cho mình đi hóa trang qua lồng con chim luôn. Ok, một buổi đi săn rất là thú vị, rất là nhiều cảm xúc. Và bây giờ mình đang hẹn với mấy anh em ở đây. Không biết là mấy anh em đang chạy tới chưa nữa. Hồi sáng ấy, tại là mình hẹn đi là buổi sáng sớm. Thì lúc đấy bắn chim thì nó vừa mới dậy, rất là dễ bắn. Còn bây giờ thì bắn nó sẽ khó hơn. Nhưng mà mấy anh em thì vừa đi vừa bắn, cho nên là bây giờ họ mới xuống tới nơi. Từ Sài Gòn bây giờ anh em mới xuống tới nơi. Bây giờ thì mình sẽ chờ anh ra ngoài kia và chờ anh em. Ok, lát anh em tới thì mình sẽ quay tiếp nha. Ok. Đây là các lá thủ đang có nhà mặt ở nhà Cường Nguyễn ạ. Exeter Yamaha. Anh ấy cho quà nha, Exeter cho quà này. Đây là quà này. Ở Yamaha cho luôn miếng da này, anh nó đang miếng da ba lỗ nha các bạn. Da B7 đúng không? Da B7. Cảm ơn Exeter. Đây, Peter Minh Tâm này. Thái ơi. Rồi ok, cảm ơn anh em đang có mặt ở nhà Cường Nguyễn. Cô Quân Cường bự lắp lông. Cô Quân Cường bự lắp lông. Không phải là làm luôn má. Quốc mập. Ok rồi. Còn một đồng chí nữa đang đang nấu ăn ở dưới kia. Bảo Linh ạ. Đây, đang Bảo Linh đang có nhà cường nữa. Ghe nhé các bạn. Ok. Chúng tôi sẽ quay tiếp. Dạ, này nó phi tỏi, nó xào tỏi thơm. Chết, giết người. Giết người. Trời ơi. Vút dưa không? Vút. Đây, chim là thành phần chim đây là 2 tô. Đấy, có 2 tô. Em làm định làm món gì anh Ninh? Đây là chim một cái xào sả ớt, một cái xào sả ớt, một cái roti đúng không? Được ạ. Đây là có ghẹ này, hấp bia với ghẹ nang muối, ghẹ núi. Ghẹ núi. Ghẹ núi chim biển.